Xin mến chào cô chú chị, chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Thì hiện tại em Điền đang có mặt ở tại xã Bưng Riền, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì cái xã Bưng Riền này thì cũng có danh tiếng về cái du lịch anh chị, du lịch biển Hồ Cốc anh chị ha. Đó, từ vị trí em Điền đang đứng đây mà đi ra biển Hồ Cốc khoảng đâu đó là 6 cây số thôi anh chị. Và em Điền đang đứng trên cái cung đường này là đường liên xã anh chị ha. Đi khoảng một cây số thôi, hơn một cây chút xíu là ra tới quốc lộ 5. Đó, quốc lộ 5 đó thì anh chị cũng đã biết là mình đi được bên tay trái nè, rồi bên tay trái là đi được Bình Thuận ha, cũng như là đi Bình Châu luôn. Còn mình rẽ bên tay phải thì mình đi thành phố Bà Rịa, nói chung là cũng đi ra được thành phố Hồ Chí Minh, nó đi Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Lâm á. Thông thường hết anh chị ha. Quốc lộ 5 thì giao với lại quốc lộ 5 56 và 51 đó, mình đi thành phố Hồ Chí Minh ha. Đầu này mình có một cái cung đường này, anh chị thấy này, đó, đường này cũng đang làm thôi, mới làm thôi, đường mới nha, đó, đang mở đường nè, đường này tới ngã tư đây, rẽ bên tay trái mình đi Bình Châu cũng như là đi ra được quốc lộ 5 này, còn mình rẽ bên tay phải này là mình đi tới xã Hòa Bình luôn anh chị, đó. Nói chung là đường xá là ok rồi. Ở chỗ em Điền quay đây thì nằm ngay cái khu vực là đồi cù sinh thái. Này là khu du lịch nha anh chị. Đó, đồi cù sinh thái. Nói chung là anh chị nào mà hay về Bưng Riền chơi đó là sẽ rành cái này ha. Đó, đường này liên xã đi vào Hòa Hiệp nè, Bình Châu nè, và đi Hòa Hội, vân vân, đi thông thương hết nha. Đi khoảng vài cây số là gặp ngã tư nha. Ngã tư mình rẽ bên tay phải thì mình đi Bình Châu nè, rẽ bên tay trái mình đi Hòa Hội, còn đi thẳng luôn Hòa Hiệp anh chị. Đó. Đường nói chung là đường giao thông thì thuận tiện, đi cũng tương đối là tấp nập đó. Đó, anh chị thấy không, rộng rãi, có vạch là vạch cả đường đàng hoàng. Và em Điền cũng muốn giới thiệu tới cô chú chị đây ha, ngay cách cái này khoảng 20 mét thôi. Đó, cách cái con đường này 20 mét thì em có lô đất là chủ gửi em nha. Thì em sẽ nói sơ cái bất động sản này. Thì bất động sản này khoảng là đúng diện tích là 10.444 m². Đó, 10.444 m², nói chung là mình tính cho là nói một mẫu cho dễ hiểu ha, một mẫu. Đó, cách cái đường này vô khoảng là 20 mét thôi. Đó, thì đây là đất người ta rồi, nhưng mà cách vô tới cái rào này, hết cái rào đây là tới đất mình rồi anh chị ha. Nói chung mặt tiền đường hiện hữu nha, đường hiện hữu là đường đá như thế này. Coi thì bất động sản mình bám theo cung đường đá này là 100 mét mặt tiền nha, 100 mét mặt tiền đường đá này. Ranh mình thì nằm ngay khúc đây anh chị ha. Anh chị nhìn này, anh chị nhìn đây là chắc anh chị cũng hiểu phần nào rồi. Hình thù thì cũng không được đẹp cho lắm. Kiểu đây là cái mũi nhọn mũi tàu ha. Đó, đi thẳng xéo vô đây rồi bẻ lại, còn cái này thì đi xéo vô. Nói chung là cái mũi tàu đó, nói chung đây là giống mũi tàu vậy đó. Đường thì mặt tiền đường mình thì đường đá rộng đâu đó là khoảng 5 mét anh chị. Nói chung ô tô đi thoải mái, còn những xe lớn thì di chuyển hơi khó khăn. Nếu mà muốn mà những xe lớn mà đi ok thì mình hiến đường hiến đồ xíu ha, là đi thoải mái rồi, vô tư đó. Nhưng mà có cái lợi thế nha, mình gần những cái cung đường, gần dân cư. Dân cư thì bên này có rồi, nói chung là đi ra xíu, ra càng ra hướng quốc lộ 5 thì dân càng đông anh chị ha. Cách quốc lộ 5 thì khoảng hơn cây số xíu thôi, cây 2 cây 3 gì đó là ra khu dân cư đó rồi. Hiện tại đất mình thì là đất vườn thôi anh chị ha, đất trồng cây. Thì đất trồng cây nhưng mà sử dụng theo nhu cầu sử dụng mình thì vẫn xây dựng luồng lách được anh chị ha. Vẫn xây dựng, vẫn làm nghỉ dưỡng đồ ok hết. Như bên bên đồi cù sinh thái này nè, vẫn là đất trồng cây thôi, đất vườn thôi. Nhưng mà người ta set up theo kiểu là du lịch sinh thái rồi này kia, vẫn có nhà ở như bình thường, vẫn làm như bình thường, không sao hết. Đó, thì ranh từ đó ha, ranh từ cái cột đó đi thẳng vô.
Đây là đường rồi, đây là đường hiện hữu rồi, đường có trên sổ đó, thì bám theo mặt tiền đường này là 100 m. Bất động sản mình thì có tổng diện tích là 1 hecta đó, 1 hecta. Đất mình thì đang là đất trống thôi anh chị, và đằng sau đất mình có, gần đất mình có cái hồ, có hồ cá. Nói chung là hồ nhìn cũng cũng đẹp lắm, cũng hay á. Bây giờ em Điền sẽ đi bám theo ranh nha. Thì em cũng nói đó, cách biển hồ cốc thì khoảng đâu đó là 6 cây thôi. Thì mình đi ra quốc lộ 5 đó, mình đi tiếp, nối tiếp luôn là cái đường xuyên rừng anh chị. À, mình đi qua xuyên rừng đó thì 5 cây số thôi là xuống biển hồ cốc rồi, ra bãi tắm luôn anh chị ha. Hiện hữu, đường hiện hữu mình thì lui đâu đó tới đầu này thôi anh chị ha. Nói chung là đường hiện hữu mình là lui đâu tới đầu này thôi. Còn ranh mình là qua tới cổng kia kìa. Hả? Qua tới cổng kia ha, bẻ qua bên này, bẻ thẳng xuống. Đó, và bo theo cái cây tràm đó anh chị thấy không? Đó, cây tràm bông vàng đó, đó bo ngang qua. Nói chung là em Điền sẽ đưa cái hình thù đất lên cho cô chú chị mình xem cho dễ hình dung. Thì em Điền đây là em Điền chỉ thực tế và chỉ sơ qua thôi. Đây anh chị. Đây. Tới đây thì đó, đất mình thì bo theo đây ha. Đầu kia bẻ theo mũi tàu này, thẳng xuống nè, bo theo đây. Và tới ngay khúc này là bẻ ngược lại bên này nè. Đó, có rào hết rồi nha. Nói chung là đất mình là ranh mốc rõ ràng, rào hết rồi. Tại vì đất nó rộng lớn quá nên là làm mình không thể mà nhìn tổng quát được. Đó, xuống đây nè, bẻ qua đây ha. Đó, và bẻ thẳng xuống. Đó. 1 hecta là nha chị. Thì em cũng báo giá cho cô chú chị mình luôn. Giá thì gia chủ mình cũng đang kêu là giá bán lỗ đó anh chị. Cắt lỗ để mà lấy số tiền đó ra xử lý công việc khác. Bây giờ mà không bán lỗ thì cũng bất là, cũng coi như bỏ mảnh đất này luôn. Nói chung là trong làm ăn mà, lời ăn thì lỗ chịu thôi. Cho anh mình là xuống đâu đây nè, xuống giáp tới cái đám thanh long luôn anh chị ha. Giáp xuống cái đám thanh long, trồng thanh long dưới kia, bẻ qua đây ha, và bẻ lên lại đây. Một hecta rất là rộng rớn. Trước khi em Điền mà giới thiệu quay lô đất cho chị, anh chị, cô chú chị mình xem thì em Điền đã đi hết rồi. Và đây là lần em Điền đi lần thứ ba rồi. Để mà trước khi chào thì em sẽ coi trước để em chào chi tiết nhất cho cô chú chị dễ hiểu nhất, dễ hình dung nhất ha. Đây. Đức mình tới đây hả? Bà lui tới cái đám thanh long đó ha, ngang qua nè. Xuống đây. Em Điền sẽ có hình ảnh lấy cam để cho cô chú chị hình dung thực tế. Giao thông, đường xá giao thông thì thuận tiện đây. Còn cái đường hiền hữu mình thì vô tới hơn khoảng 100 m đường hiền hữu. Và đường nối tiếp đó thì đường dân sinh đi, nói chung là đường mòn thôi, cũng chưa có trên sổ. Đây anh chị ha, cái mình có cái hồ đây nè. Đó, có cái hồ cũng tương đối là lớn, khoảng đâu đó hơn xào anh chị, hơn 1000 m² đó. Cái hồ này hơn 1000 m² luôn anh chị, cũng tương đối là lớn. Thì cái hồ này thì cô chú chị nào mà lấy cái bất động sản này thì có cái hồ đây mình để mình nuôi cá này kia đó, hoặc làm cái khu vực để mà câu cá giải trí này kia. Tại vì bất động sản mình thì nằm gần cái khu du lịch mà. Nên mình qua tới đây anh chị nè. Đó. Bẻ thẳng lên cái cổng rào nè, anh chị thấy không? Đó, cái cổng rào hai cái trụ đó, đó bẻ thẳng xuống đây.
Đó. Nói chung thì vị trí thì tương đối là gần dân cư, vị trí ok, đi ra ngay quốc lộ 5 đó thì cũng như là gặp trường học, chợ đò, chợ Bưng Riền, cây xăng, Bách Hóa Xanh đầy đủ, nói chung là không thiếu bất cứ gì ha. Xã Bưng Riền, trường học đồ nằm ngoài đó, cái đó được gọi là dường như là trung tâm rồi, trung tâm của xã Bưng Riền rồi anh chị. Ra chút xíu là gặp cái đường liên xã rồi. Từ Sài Gòn mà cô chú anh chị di chuyển về đây thì cũng không có xa đâu, khoảng 2 tiếng rưỡi. Bây giờ đường xá làm lại đẹp rồi nên mình di chuyển cũng nhanh. Còn mà vị trí đây mà đi ra trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu á, đâu đó là 8 cây số anh chị, đâu đó 8 cây số là ra tới trung tâm huyện cũng như là thị trấn Phước Bửu rồi. Còn đi qua Bình Châu thì xã Bưng Riền mình thì giáp với Bình Châu rồi, giáp với xã Bình Châu nên là qua cũng gần, đi qua quốc lộ 5 đó mình đi ra vài cây thôi là tới rồi, tới Bình Châu rồi. Giờ đường xá mở quá trời anh chị ơi, ở huyện Xuyên Mộc mình thì đó, đang thay đổi hàng ngày luôn anh chị, bây giờ đường xá mở quá chừng luôn. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm đến bất động sản này thì hãy liên hệ em nha. Em xin báo giá lại một lần nữa là bất động sản mình đang kêu giá là 600 triệu một sào nha. Đó, 1 hết là tương đương là 6 tỷ. Giá này mình có thương lượng nha anh chị. Giá này là người ta thì gọi là bán cắt lỗ đó. Anh chị, cô chú chị nào mà thích cái bất động sản này hoặc là có cái lên ý tưởng để mà sử dụng bất động sản này hoặc là mua để đó thì liên hệ em đi. Em đi sẽ dẫn cô chú chị đi xem thực tế bất động sản này. Và thì chí nữa thì mình gặp chủ thương lượng nha. Rồi em Điền cũng cảm ơn cô chú chị đã xem hết video của em Điền. Em Điền xin chào và hẹn gặp lại những clip sau của em. Xin chào nha.